Có món ăn 7.000 thứ tư rồi này anh em, nhưng mà ai yếu tim thì không nên xem nhé. Tôi nghèo, bạn cũng thế. Món 7.000 thứ tư đây nha anh em. Bột khuấy 4.000 bột và 3.000 hành. Rồi chúng ta có được một cái món này rồi. Chấm với mắm tỏi ớt. Tưởng ăn không bon mà lại bon không tưởng nữa. Video này không dành cho những bạn không thích ăn hành. Bột này là bột năng nhé anh em, chứ không phải là bột gạo hay là bột mì thế đâu. Đây là bột năng. Nếu ai mà không thích hành thì có thể làm bột không nhé. Không biết đã có anh em nào ăn thử món này chưa? Thôi nhỉ, bà cũng thế.